Nếu chuột to bằng cừu thì hẳn những người sợ loài gặm nhấm này sẽ không dám ra khỏi nhà đâu. Thật ra mọi người đều sẽ cảm thấy như vậy. Ở các thành phố lớn, hầu như chuột đều sống dưới cống rãnh. Sau khi kích thước loài này tăng lên, các đường ống tối tăm ẩm ướt sẽ không đủ chỗ cho chúng nữa. Và một đêm, tất cả bọn chúng sẽ tiến ra ngoài đường và thế giới của chúng ta sẽ chìm trong sự hỗn loạn. Và tôi cũng đoán là việc đếm chuột cừu vào ban đêm để dễ ngủ hơn sẽ không hiệu quả nữa đâu. Con người phần lớn làm việc, ăn uống, giao lưu và tận hưởng cuộc sống vào ban ngày. Chúng ta sống trong những ngôi nhà cao tầng, sáng sủa và sạch sẽ. Lũ chuột thì hoàn toàn ngược lại. Khi màn đêm buông xuống, chúng thức giấc. Chuột sống bên dưới chúng ta, các hệ thống cống rãnh, đường ống, tàu điện ngầm, cũng như những nhà ga bỏ hoang trên tất cả các thành phố lớn có đầy chuột cống. Ngoài ra thì loài này còn có thể nín thở được dưới nước trong vài phút và bộ lông mượt mà giúp chúng bơi nhanh qua các đường ống. Thế giới đã chứng kiến nhiều trường hợp chuột chui vào đường ống của các tòa nhà cao tầng hoặc nhà riêng và chui lên từ bồn vệ sinh. Và đôi khi điều này xảy ra khi có người đang sử dụng nhà vệ sinh. Loài động vật có răng mọc nhanh và sắc nhọn này không chỉ sống trong các đường ống lớn mà còn tại các đường ống hẹp và bé hơn. Và hiện tại chúng đang to dần lên. Những đường ống nhỏ đó không chịu được nên đã vỡ ra, rồi lũ chuột sẽ tràn lên trên mặt đất. Những đường ống lớn hơn thì không thể đỡ sức nặng của hàng nghìn con chuột đang to lên đột ngột nên cũng bị vỡ. Hệ thống cấp nước phức tạp của thành phố sẽ tan nát trong vài phút. Trong nhiều ngôi nhà, chuột sẽ không chui ra từ đường toilet. Chúng đập vỡ gạch trong phòng tắm và phá hoại hoàn toàn đường ống. Hãy tưởng tượng đến cảnh bạn nghe thấy một tiếng động lớn trong phòng tắm. Bạn đi vào đó để xem chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy một cái lỗ lớn trên tường. Bạn đứng hình. Một đôi mắt long lanh đang nhìn bạn chằm chằm từ trong bóng tối. Và sau đó con quái vật to bằng con cừu ấy chạy vào một phòng khác. Bạn trèo ra khỏi nhà qua cửa sổ để cầu cứu, nhưng rồi bạn lại nhìn thấy một khung cảnh hỗn loạn trên toàn thành phố. Các thể loại đường ống đang nổ tung trên những con phố. Nước bẩn chảy ra từ các lỗ bào trì, mùi hôi thối không thể chịu được bốc lên. Hàng triệu người không dùng được nước tại nhà nữa. Thiệt hại do tai họa này gây ra ước tính lên tới hàng tỷ đô la. Mọi người bỏ chạy, những vụ kẹt xe lớn đang diễn ra trên đường. Mọi thứ ở đây đã kinh khủng, nhưng dưới lòng đất chuyện còn tệ hơn. Toàn bộ hệ thống cống bị ngập, chất thải, nước lạnh và nóng ập ra từ các đường ống bị vỡ. Dưới này không hề an toàn. Nhưng phía trên thì mặt đất rung lắc. Nhưng đó không phải là động đất. Những con vật khổng lồ thuộc bộ gặm nhấm này đang tràn ra từ các hố ga như một dòng chảy vô tận vậy. Nếu lúc này bạn đang ngồi trên trực thăng để bay qua thành phố thì các con đường sẽ trông như đang ngập ngụa trong nước bẩn vậy. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn thì bạn sẽ thấy đó hoàn toàn không phải là nước mà là một biển chuột. Tốc độ sinh sản của chúng thật đáng kinh ngạc. Một đôi chuột có thể sinh ra 14 con chuột con chỉ trong một tháng. Trong vòng 2 tháng nữa, những con chuột mới sinh đó sẽ đủ trưởng thành để có thể sinh sản. Trong vòng 1 năm, 14.000 con chuột sẽ được sinh ra chỉ từ một đôi chuột ban đầu và đó chính là những gì đã xảy ra dưới cống trong hàng thế kỷ qua. Chẳng ai có thể đếm được số lượng chuột trên trái đất cả. Chúng rất giỏi ẩn náu tại những nơi tối tăm và ẩm ướt. Nhưng chỉ riêng New York đã có khoảng 2 triệu con. Bây giờ hãy tưởng tượng đến cảnh 2 triệu con chuột đó giờ đã lớn như những con cừu và chui ra khỏi cống rãnh. Chuột cống có kích cỡ bình thường kêu đã rất to rồi, vì thế những con khổng lồ sẽ ồn ào đến mức bạn không thể ra ngoài mà không có nút tai. Bạn có thể nghe thấy những âm thanh khủng khiếp ấy ngay từ tầng thượng của các tòa nhà chọc trời đấy. Tin xấu tiếp theo là bạn không thể lẩn tránh chúng. Chuột là những kẻ leo trèo cừ khôi, dù đó là những cái cây hay cột điện thoại hoặc các đường ống cống trơn trượt. Lúc này những cái chân đầy móng của chúng đã lớn và khỏe hơn. Một con chuột bình thường có thể chạy với tốc độ 13 km/h. Còn bây giờ loài này có thể chạy nhanh như ngựa vậy. Vào ban đêm, những con vật này thường bò ra khỏi cống để tìm thức ăn trong các bãi rác của thành phố. Hiện tại loài này cần nhiều hơn thế. Vậy nên răng chính là mối lo lớn nhất đến từ những con chuột này. Chuột có những chiếc răng cửa rất khỏe, sắc và mọc không ngừng. Chúng cần gặm nhấm để mài bớt răng. Chuột có thể nhấm nháp hầu hết mọi thứ từ nhôm đến gỗ và cả nhựa. Và răng của chúng bây giờ có kích thước bằng một con dao làm bếp. Chúng có thể ngốn hết cả thành phố đấy. Chúng nghiến răng trên các thân cây, phá phách công viên, đục lỗ trên ô tô, cắn thủng các trụ nước cứu hỏa. Hàng rào và cửa chẳng là cái đinh gì đối với chúng. Chuột chạy vào nhà hàng, nhà ở, lèn qua cửa sổ và khiến nhà bếp và siêu thị hỗn loạn.
Rất nhiều người sợ hãi dù chỉ mới nhìn thấy chiếc đuôi dài màu hồng của chuột. Bộ phận này giúp chúng giữ thăng bằng và duy trì thân nhiệt. Nhưng bây giờ chiếc đuôi hoạt động như một cái roi vậy. Chúng vẫy đuôi từ bên này sang bên kia và dễ dàng hạ gục con người. Chuột rất thông minh, bộ râu giúp chúng do thám môi trường xung quanh và định hướng. Chúng dễ dàng tìm thấy lối ra từ bất kỳ mê cung nào mà không thể bị mắc bẫy. Nếu bạn cho loài gặm nhấm này thức ăn có chứa độc thì chúng chỉ cắn một miếng nhỏ rồi cảm thấy khó chịu và sẽ không bao giờ bị lừa bởi thứ mồi ấy nữa. Đó là lý do tại sao không có chất độc nào có thể hạ gục những sinh vật tinh ranh này. Ngoài ra, chuột rất lì lợm và táo bạo về nhiều mặt. Đôi mắt chúng không chỉ nhìn thấy được những điều đang xảy ra ở hai bên và phía trước mà còn ở phía trên nữa. Nhờ đó giúp chúng có thể trốn khỏi chim săn mồi. Tuy nhiên, một số loài chim cũng là thức ăn của chuột cống đấy. Chuột có thể săn chim bồ câu và chim sẻ. Ở một số quốc gia, chúng làm giảm quần thể các loài quý hiếm bằng cách lấy trộm trứng từ tổ chim. Giờ đây, bất kỳ loài chim nào cũng có thể trở thành bữa tối cho loài gặm nhấm khổng lồ này. Chuột có thính giác tuyệt vời. Chúng nhận ra âm thanh tần số cao mà con người không thể nghe thấy. Nếu con thú khổng lồ này bắt đầu đuổi theo bạn, bạn sẽ không thể chạy thoát, dù cho bạn có trốn rất kỹ. Nó có thể nghe thấy bạn thở. Nhưng điều tồi tệ nhất là chuột mang trong mình rất nhiều bệnh tật. Chúng đi quanh bãi rác, chất thải và những nơi có nhiều vi khuẩn có hại sinh sống. Loài động vật này sẽ bị nhiễm bệnh và truyền hết sang con người. Giờ đây khi lũ chuột không còn sợ chúng ta nữa, chúng đang sinh sôi hơn nhiều. Chúng không cần phải trốn trong cống rãnh nữa. Nếu không thể xử lý chúng thì chúng ta sẽ phải sống dưới lòng đất. Khi đến được bến tàu, chuột sẽ tấn công phương tiện này, gặm nhấm bom và ăn tất cả những gì có thể ăn được. Các thủy thủ chạy tán loạn vì sợ hãi. Ai đó nổ máy con tàu và cố gắng thoát thân bằng đường biển, nhưng một vài con quái vật đã lên được tàu. Con tàu này sẽ gieo rắc hiểm họa chuột tới những nơi nó ghé qua. Cuộc đấu tranh của nhân loại chống lại loài vật có hại này có thể kéo dài hàng thập kỷ, nhưng niềm hy vọng vẫn còn đó. Trong nhiều thế kỷ, chó đã giúp con người chống lại loài chuột. Chúng là những thợ săn lành nghề, và để tăng hiệu quả, người ta còn lai tạo ra một giống chó có thể được huấn luyện đặc biệt nhằm chống lại loài gặm nhấm khó chịu này. Sau một khoảng thời gian, loài chuột mắc chứng sợ hãi chó bẩm sinh. Bây giờ hãy tưởng tượng đến một biển chuột màu xám đi nào. Chúng phá hủy mọi thứ trên đường đi. Tiếng rít của chúng át đi tiếng la hét của người dân và còi xe. Chúng chiếm đóng toàn bộ con phố và đang tiến về phía trước. Đột nhiên, một con chó nhỏ xuất hiện giữa đám đông. Nó sợ hãi đứng giữa đường và nhìn cơn thủy triều chuột đang tràn tới. Lũ chuột cũng thấy con chó và dừng lại. Tiếng rít nhỏ dần và mọi thứ yên tĩnh hẳn. Sau đó, có một tiếng sủa ngắn và lớn. Loài chuột bối rối lùi lại và bắt đầu chạy. Thấy vậy, mọi người chạy ra khỏi nơi ẩn náu khi đang dắt theo những con chó của họ. Họ cùng nhau đẩy lùi mối đe dọa khỏi thành phố. Nhưng mọi người biết đó vẫn chưa phải là kết thúc. Không có tiếng reo hò nào cả. Mọi người đang căng thẳng và thất vọng, đang nhìn chằm chằm vào đường chân trời. Nhưng trong một phút, họ thấy loài chuột đã làm giúp họ một việc tốt duy nhất. Đường phố sạch sẽ, loài gặm nhấm đã ăn và mang theo tất cả rác thải. Những con chuột có kích thước thông thường giúp loại bỏ chất thải hữu cơ, giúp các thành phố không bị hôi thối. Với kích thước lớn như vậy, chúng đã dọn sạch hầu hết các bãi rác và thùng rác. Nhưng ai cũng biết rằng chuột sẽ quay lại. Không phải vì đói hay để chiếm lấy thành phố. Rác rồi cũng sẽ tích tụ ở trong cũng như xung quanh thành phố. Và ở đâu có rác, ở đó có chuột.